Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Sáng hôm nay là ngày thứ tư của mấy anh em ở trong rừng đó mọi người. Thì tối qua có một cái trận mưa rất là lớn nguyên cả đêm luôn. Nên cái chỗ lán trại của mấy anh em nó bị ngập á. Nên trong đêm mấy anh em gom đồ đạc dời lên một cái lán trại mới ở trên đây. Anh Quân thì gom mấy cái tấm lưới dưới kia lên luôn. Tại vì mưa lớn ở trong rừng thì nước nó cuốn theo rác từ cái bờ suối xuống á mọi người. Nên những cái lưới này nó chịu không nổi nên cuốn lên để trên đây. Sáng sớm hôm nay thì lu bu công việc, mấy anh em ai cũng ướt hết cả. Anh Huân thì vừa mới làm xong việc nên sẽ cùng sang mần cái con cá chấm cỏ. Cái con cá chấm này là cái con cá mà nó dính trong cái lưới bữa đầu tiên mình đi thăm á. Cái con này thì nó được khoảng tầm 4 kg anh à. Đúng không? 4 kg 5 kg á. Tại vì mọi người xem này, bụng của nó rất là nhiều trứng luôn nha. Đầy một cái bụng trứng luôn. Bây giờ thì nó cũng đã chết rồi mọi người nên mình sẽ chế biến con cá này. Đầu tiên thì sẽ làm hai món nha, hai món hoặc ba món. Đầu tiên là cái bụng trứng này nè, thì anh Nghĩa dự định là sẽ nấu cháo với cái bụng trứng này. Còn cái phần thịt á, thì Sang sẽ kẹp gấp và nướng nha. Còn cái phần đầu này mình nấu canh chua cũng được. Bây giờ chờ anh Huân mài dao rồi mình chuẩn bị xẻ thịt cái con heo xong. Quá mập luôn à. Thế uống à. Giờ sẽ thịt cái con này xong rồi ăn uống này các thứ rồi mấy anh em sẽ đi thăm mấy cái tay lưới bên đây nè mọi người. Ở đây thì còn hai tay thôi nha. Mấy cái tay 4-5 tay dưới kia thì đã tháo hết rồi do rác nhiều quá nên tối hôm qua mấy anh em tháo gom dọn lên trên đây luôn. Này nó mới chết từ sáng rồi. Còn cứng mà, ngon. Tươi mà mang còn đỏ. Đây là toàn bộ số trứng cá chấm mà anh Huân vừa mới lấy được ra khỏi bụng con cá nè mọi người. Mọi người xem trứng này. Bao nhiêu đây, chắc khoảng tầm được hơn ký luôn anh Huân, nặng lắm luôn. Vào cái mùa cá chấm này á, vào cái mùa nước mà nó bắt đầu dâng lên á, là nước sông nó đục á mọi người, thì con cá chấm nó sẽ chuẩn bị đẻ nên cái mùa này trứng nó mang rất là nhiều nha. Nhưng mà mùa này lại câu không ăn ha luôn. Câu nó ít khi được lắm. May lắm mà hôm nay hôm kia giăng lưới mới dính được nó thôi, chứ thật ra mùa này nó trốn vào những cái lùm cây bụi cỏ, mình khó giăng lưới cũng khó mà bắt được nó lắm mọi người. Không biết hôm nay chắc đi chơi về thấy lưới tự đâu gì đâm vô chín lưới lại, mang bầu vì người yêu đã. từ từ giận quá từ. Ôi, thôi giờ cái phần trứng này thì mình sẽ nấu cháo nha, mình mang cái phần trứng này nấu cháo này. Còn cái phần thịt này thì bây giờ Sang sẽ sắt nó ra để mà kẹp gấp, mình kẹp cái tre mình nướng nha. Chắc chẻ nó làm đôi đúng không? Chẻ nó làm hai bệ đi để cho em ui mà to quá không biết nướng chín không á. Cá khi mà mọi người mần xong á, mình muốn nướng cho nó dễ chín thì sẽ khứa nó thành từng khứa nhỏ cái này nè, từng đường như vậy nè. Để mà hồi mình nướng thì nó sẽ ra cái phần nước phía trong á và nó dễ chín hơn. Tại vì con cá này nó to quá, một bệ thịt thôi là cũng 2 kg thịt rồi. Này mình ướp với sơ qua với tỏi, muối ớt nè. Cặp gấp nướng ngon nè. Có tiêu nữa kìa. Chắc để nửa miếng chiên tối ăn quá à. Nướng lại không hết á. Nửa miếng này chiên nha mọi người. Mọi người thấy không, một con cá chấm thôi, đi xong một con cá chấm thôi đã chế biến không biết được bao nhiêu món. Rồi có tiêu mà. Hồi nãy không biết anh Nghĩa có lấy không. Dọn tròi không biết có lấy cái tiêu à. Có tiêu thì mình đâm tiêu mình ướp nữa. Rồi xong một miếng. Cho em mượn miếng này kìa. Xong một bể cá nha mọi người. Mọi người xem cái bể cá anh Huân vừa mới sắt ra nè. Nhìn rất là đẹp luôn ha. Giờ thì Sang sẽ gập cái bể cá này lại và bắt đầu ướp tiêu, ớt, đồ này kia các thứ. Rồi mình đem lên nướng thôi. Còn cái bể cá kia chiên. Còn phần trứng thì mình nấu cháo. Hai anh em đã chế biến xong cái con cá rồi nha mọi người. Cái con cá này khi mà chế biến ra xong á, nó được khoảng tầm
còn 4 kg thịt nha, 1 kg trứng. Bây giờ mời tất cả mọi người cùng sang cùng với anh Huân mình vào cho mọi người xem căn chòi mới ha. Hôm qua thì mấy anh em đang ngủ thì nước mưa lớn và là nước lũ nó xả, nó dâng lên ngập tới cái chòi luôn, nên bắt buộc trong đêm là phải dời chòi lên trên đây. Đây là cái căn chòi mới nha mọi người. Căn chòi này là anh Huân dựng từ một năm trước rồi để mà đi lấy ươi anh Huân, lấy mật ong. Để anh Huân cắm trà, cắm liệu ở đây để đi lấy mật ong ở phía trong rừng á. Chòi này thì nó thoáng hơn là chòi kia, tại vì phía sau đây là rừng, mình có thể đi vào rừng để mà đi chặt măng, hái lá nhíp này kia rất là khỏe. Cơm hả? Mà sao không cháo luôn? Có cháo à? Ừ, cháo luôn, bỏ trứng vô luôn, mình ấy khỏi nấu cơm lâu. Quán chén 9 buổi sáng nhất nhá. Chết cha, nhiều gạo quá. Gạo thì bỏ sang bên này. Ăn cho nó no say đi rồi mới đi thăm lưới, còn hai ta lưới mà. Trứng cá vào trong cái nồi cháo của mình để nấu. Ăn kiểu này chắc đó chết luôn. Mọi người xem hai bên trứng của con cá này. Mỗi bên chắc khoảng tầm nửa ký á, rất là nhiều trứng luôn. Cái này thì nếu mọi người nào có thời gian á thì mình chiên sơ nó qua một lần rồi mình bỏ vô nha. Nhưng mà do mấy anh em của Sang đang gấp chiên cho xong cái con cá này để mà nấu cho xong cái nồi cháo này để ăn sáng. Xong rồi mới đi thăm lưới nữa. Để sợ cái nếu mà lưới dính cá mà mình không thăm kịp á thì cá dưới lưới nó sẽ chết nha. Còn Sang thì bây giờ đang cháo vậy là xong rồi mọi người. Nêm nếm đẩy nắp lại là xong. Còn Sang thì đang chuẩn bị để mà chế biến cái món cá nướng. Đây. Cái phần đầu này với phần đuôi thì anh Huân sẽ dùng nó để nấu canh chua. Còn cái phần thịt phía bên đây thì anh Huân sẽ tối nay mình sẽ chiên hoặc là chiên ha. Nửa phần thịt bên đây mình sẽ chiên này. Còn nửa phần thịt phía bên dưới ở đây á thì Sang sẽ nướng. Để Sang lấy cái phần thịt này ra đó. Mình xem một miếng thịt cá này. Khá là to luôn. Đây, đây, này, đây là cái phần thịt Sang bây giờ sẽ ướp ha. Ướp cái phần thịt này để mình mang nó đi nướng. Cái nồi to này không có nắp ha. Có nắp rồi không? Ôi, vậy được rồi. Còn nửa thì mình nửa tiêu này thì mình sẽ ướp con cá nha mọi người. Ớt bột thì nó không cay mấy nên cho ít tiêu vô cay thì nó vừa vừa ăn hơn. Đấy. Đó. Được, để trước. Cho một cái cây chèn qua đây nè, một cây dưới đó. Lật 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 lại cái nữa. Đó. Như vậy thì con cá mình khi mình nướng nó không bở ra nha. Sang đã ướp xong cái món cá nướng của mình rồi ha. Bây giờ thì đặt cành cành đây đi cho nó ấm ấm thôi. Cho nó mắm thôi. Cái này thì trưa trưa mình ăn. Giờ là mình ăn món cháo của anh Nghĩa trước. Cháo thơm nồng nực luôn ha. Bỏ tiêu vô nó thơm. Phát ngát không? Cái nồi cháo của anh Nghĩa nấu đã chín rồi nha mọi người. Mỗi đầu bếp thì mình làm một món. Món của Sang thì cứ gác gác ăn chỗ này đi. Chừng nào nó chín thì mình ăn. Có lẽ là để chiều chiều ăn cũng được. Còn buổi sáng này thì mình ăn cháo nha. Cháo trứng trứng cá chấm. Cái nồi cháo này thì hơi bị chất lượng nữa. Anh Huân thì đang đốt cho Sang đống lửa để mình nướng nướng cá. Chỗ này thoải mái hơn ở dưới chòi dưới kia ha. Nó cao hơn. Ở đây thì đỡ sợ bị ngập lụt. Ở đây nữa, bước ra đi. Giờ mình ra xuồng mình ăn luôn. Nóng rồi nha. Ngồi đây thoáng mát hơn là ở dưới chòi dưới kia nha mọi người. Bây giờ Sang mời tất cả mọi người ăn với Sang chén cháo cháo cá ha. Ngọt quá. Con gà, trứng con cá chấm này nấu cháo lên mọi người thật luôn, chiên cháo này rất là ngọt luôn nha. Không phải đâu, do tay Nghĩa nấu. Do đầu bếp nấu. Còn cái món cá nướng thì để chiều mấy anh em đi thăm lưới với lại thả cho anh Huân thả cho xong hai tay lưới móc câu rồi chiều mình về mình nướng cá rồi mình ăn sao. Sang thì mới gác gác để cho nó khô khô thôi. Dạ. Vậy là tối nay là mở tiệc nữa.
vừa có cá nướng vừa có canh chua. Vừa mới ăn hết một chén nha mọi người, bây giờ thì làm thêm một chén nữa. Cháu của anh Nghĩa nấu ngon quá, mọi người xem cái đùm trứng cá này. Đi rừng chỗ này là lên tay nghề đầu bếp hết. Bây giờ mời tất cả mọi người ăn với sang hết cái chén này ha. Hết cái chén này rồi no căng bụng rồi, mấy anh em lại tiếp tục đi thả lưới. Cơm nước thì nãy giờ mấy anh em đã ăn xong rồi nha mọi người. Bây giờ tiếp tục là mình sẽ đi thăm mấy cái tay lưới. Hôm nay hôm qua Huân giăng ở trên đây hai tay nha. Còn mấy tay lưới dưới kia thì do nước lũ dữ quá nên mấy anh em cuộn hết rồi. Chiều hôm nay thì Sang với anh Huân vừa mới đi thăm lưới xong. Bây giờ thì mấy anh em đang đi móc mồi vô mấy cái lưỡi câu, mấy cái cần câu cắm cá lăng mọi người, để mà ngày mai mình đi thăm kiếm bài con cá lăng to to qua cho mọi người xem. Tại vì hổm rày 3 ngày rồi mới dính được có con cá chấm thôi. Ngày mai sẽ cố gắng kiếm được con cá lăng bự bự ha. Thì đợt trước đi cắm cá cùng với anh Huân có nhiều người hỏi Sang là mồi để cắm cá lăng là sử dụng mồi gì. Thì đây là cái xô mồi của anh Huân sử dụng cắm cá lăng này. Mọi người thấy không? Đây là để đâu cho nó đựng đổ. Nhưng cá này thì nó nhảy ghê lắm. Đây là một xô mồi nha mọi người. Cái mồi này là con cá lóc suối, gọi là con cá trào rồi nha mọi người. Cái mồi này rất là nhạy nha. Nó sống dai hơn là những mọi người cắm bằng cá trắng, tại vì con cá này nó sống dai nha. Đó, mình cứ móc vào cái phần đuôi của cái con cá lóc như con này nè. Này to quá cắt không anh nghe. Con to thì mình cắt làm đôi. Còn con nhỏ thì mình cứ móc vào phần đuôi của nó là mình thả xuống. Ngày mai chắc chắn sẽ dính được một con Hugo. Mồi này thì mấy anh em khi nãy đi thăm lưới xong á, giăng một cái tay lưới nhỏ nhỏ dưới suối thì nó cũng dính khá nhiều mọi người. Tại vì cá lóc đồi này ở trong suối nó nhiều lắm. Đó, móc như anh Nghĩa móc đi. Anh cho mượn cái này coi. Đây này. Móc như vậy nha mọi người, móc vào phần đuôi. Rồi quăng đây mai dính Hugo nè. Rồi. Giờ mình giờ xuống dưới kia. Mọi người xem chỗ này nè, lên trên nữa hả? Cứ móc vào phần đuôi của con cá nha. Mọi người móc vào phần mình nó thì con cá nó sẽ không bơi được nha. Với lại là nó dễ chứ mau chết á. Cá sống thì tỷ lệ dính cá lăng nhiều hơn. Tại vì cá lăng là chuyên gia ăn mồi sống. Mắc con này rồi, giờ tiếp tục lấy mắc câu nha. Thì hôm nay không mưa nên cái cảnh nó dưới dòng sông rất là bình yên luôn. Mấy anh em cứ thư thả đi móc mồi câu thôi. Móc mồi xong rồi về chòi ngủ một giấc, sáng mai đi thăm câu. Nãy thì Sang với anh Huân cùng với anh Nghĩa vừa mới đi thả mấy cái câu giăng về mọi người.
Còn đây là cái miếng thịt khi sáng mình đốt đống lửa mình để đây nè. Mọi người xem nè. Nhìn cái này là cái miếng thịt của anh Huân làm. Mọi người nhìn nè, nhìn rất là hấp dẫn đúng không ha? Kiểu như là một miếng thịt thịt heo hay thịt bò vậy đó. Không nhìn ra thịt cá đúng không? Vạn ao. Còn đây là miếng bên đây là miếng thịt của Sang. Miếng của Sang thì gác khi nãy rồi nên nó đã khô hẳn luôn nha. Cá xong mọi người bắt được á, mọi người cố gắng là mình nướng á, mình cố gắng mình gác cho nó cao cao lửa một xíu cho cái miếng cá nó ra hết cái phần nước phía trong á, thì cái một hồi mình ăn thì nó sẽ khô hơn và nó ngon hơn. Anh Huân thì đang nấu nồi cơm với lại là nồi canh chua. Ở đây là cái chỗ ngủ của mấy anh em Sang tối nay nè. Cho em gác đây đi, gác ngoài kia lửa to quá, nó sắp khét rồi. Đây, giờ mình sẽ để ngay chỗ cái nồi cơm ha. Lửa nồi cơm thì nó nhỏ hơn lửa ngoài kia. Gác tới sáng nó mới ngon nữa. Mà không ăn.